Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 15 phút tối, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ hai kiosk cho thuê sửa xe và bán cà phê thuộc hộ ông Phạm Văn Đảm và bà Trần Thị Đông với tổng diện tích khoảng 67,5m2. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai và Công an thành phố Biên Hòa đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, ngọn lửa bao trùm gần như toàn bộ hai kiosk, nhiều chai hóa chất, dung môi bùng cháy dữ dội. Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức làm mát, khống chế, không cho ngọn lửa cháy lan sang các nhà kế bên. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy không có thương vong về người. Tuy nhiên, nhiều vật dụng sửa chữa xe máy và tài sản bên trong bị cháy đen. Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ.